Anh em có nhu cầu muốn hàng hải tài chiến hay đến shop hải tặc đại chiến.com, shop đích hải tặc đại chiến tự động giá rẻ với những vòng hộp quay, vòng quay hải tặc đại chiến 99k, vòng quay E599k và nhiều phần quà thử vận may. Anh em có nhu cầu hãy đến với shop hải tặc đại chiến.com, link của mình có để ở dưới phần mô tả nha. Chị cảm ơn rất nhiều. Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình, là mình đây tiểu từ đường phố đây mọi người nha. Xin chào tất cả anh em và dòng thần huyền thoại nhé, là mình đây từ đường phố đây các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Chưa vào video thì cho anh em xem video về, và rất mong anh em quay trở lại cho kênh một like, nhưng mà đăng ký kênh của channel phát triển hơn nha. Cảm ơn người rất nhiều. Ok, thì sau hơn 3-4 ngày, hôm nay ngày thứ tư anh em, nhưng mà hôm nay ngày thứ ba chứ, vẫn chưa qua ngày thứ tư anh em. Thì sau hơn 3 ngày trải nghiệm game thì hôm nay tôi đã đúc kết ra được đôi chút kinh nghiệm. Thì nào, hôm nay tôi muốn làm một cái series, phải nói là cái series này phải nói là dành cho mấy anh em mới chơi, phải nói cực kỳ hữu ích luôn. Đấy, ông nào mà vào sau thì nhớ để ý nhá. Chứ đừng như tôi vào phát bem ngay 600-700 nghìn vào con hàng. Không lên các bạn. Game này là một game phải nói là anh em nông dân có cơ hội sống rất là cao. Việc của các bạn đó là anh em phải nhập pool code, sau đó phải tích tài nguyên các kiểu, anh em phải chơi cẩn thận, bình tĩnh thôi. Rồi, mới vào thì anh em kiếm kim cương như tài nguyên thì rất là dễ. Rồi, từ từ là đây tôi nhận qua quà đây anh em. Nói lên là anh em phải tiêu phí làm sao cho nó hợp lý, anh em phải kiếm được một con hạc là nó ổn áp thì ăn chơi, chứ đừng có vào như tôi bữa tôi vào phát tôi múc luôn anh em, vừa vào cái không giải thích múc ngay 600-700 nghìn ngay vào con hạc, lãng phí thật sự luôn các bạn. Hôm tôi múc thì không ý gì đấy, hôm qua mấy anh em bảo tôi là uầy sao anh làm vậy phí lắm, thì tôi mới để ý thật là lãng phí thật anh em ạ. Từ đây tôi đi phun sao hạc này anh em đó. Thì để làm sao mà vào game trải nghiệm tốt hơn thì ok, clip hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em, tất cả anh em nông dân đấy, tổng thực hiện bên nội tiện tôi sẽ tổng hợp code cho anh em luôn. Ok, từ để đánh trong cái map này cho nó full sao đây anh em, sẽ nhận quà tôi sẽ nói qua. Nói chung thì nó cơ bản cho anh em dễ hiểu, đó là các bạn lên kiếm một con hàng này đấy, nó ổn áp thì ăn chơi, nhất là mình anh em nông dân làm ít á thì các bạn nên kiếm, vì roll tướng giai đoạn đầu á nó sẽ có tỷ lệ ra tướng S cao lắm, nên là anh em roll làm sao cho ra được những con tướng S ngon và ra nhiều S thì ăn chơi. Có thấy có mấy ông với vào xe mới mà zone được ra kiểu SSG3 các kiểu anh em. Uầy thề ngon thật sự các bạn. Các bạn biết SSG3 là ngon cỡ nào rồi gì? Chắc không phải tôi giải thích nữa đúng không? Đó, thề ngon thật sự luôn. Nên là anh em cũng nên rút kinh nghiệm, chứ đừng như tôi, hôm bữa tôi vào tôi bắt tôi bục luôn mà. Ông nào mà xem series 7 ngày của tôi đăng kể từ ngày thứ 3 đấy. Bây giờ tôi đang ở khung giờ tối anh em nhé, quên tiện báo luôn anh em. Bây giờ series đua top ở bên dòng thần huyền thoại tôi đẩy lên tối nó mất đề xuất, nên anh em nào muốn xem thì cứ vào trong kênh xem nhé. Đấy, tối là 7:30, 7:30, 7:35 là trên kênh sẽ update video cập nhật hàng ngày. Ok, đầu tiên giờ thì không nói nhiều bạn, đầu tiên tôi sẽ đi nhập code đấy nha. Code hiện tại thì tôi ở đây đang cầm 6 cái code tân thủ bạn, đây 6 cái code tân thủ. Đó. Còn đâu anh em muốn thêm code thêm kiêng nữa thì các bạn lên group tham gia. Đấy, lên group thì có thêm code cho anh em. Đâu hiện giờ trong tay tôi là có 6 cái code tân thủ đây thôi. Đấy, tôi để dưới phần comment, quên là dưới phần mô tả, anh em xuống thẳng phần mô tả mà lấy cho nhanh. Đấy, giờ trước tiên là chúng ta đi nhập code ra anh em. Nhập code đây thì nó cũng có tướng, có tiếc đấy, nhưng nó cũng ngon. Nó vẫn chưa đủ. Đấy. Kim cương các kiểu đây các bạn nhìn thấy không? Chưa thì tôi đã có 5k4 kim cương rồi các bạn kìa. Đấy, các bạn nhìn thấy rồi cái gì? Rồi ok. Hết chưa nhỉ? Hết rồi đúng không? Nhìn tôi nhập hết code rồi anh em. Ok, giờ thì nếu như bạn siêng thì các bạn cày thêm, còn nếu không anh em vào rút ngay 10, nếu ra từ S thì chơi tiếp, còn nếu không thì các bạn cứ bình tĩnh. Đó, bây giờ trước mắt phải ra được từ S thì anh em ăn chơi, còn không thì thôi cứ bình tĩnh, đừng có chơi nhanh quá nhá. Đấy, đâu giờ nhạc đâu thì tôi đã vào đây rồi. Uầy, mình bảo vật ngũ nhiệm. Uầy, lại ra được bên này à. Chỉ để tăng bậc thôi anh em. Có 20 cái thì ghép phát là lên được. Từ từ cái này từ để tăng bậc sau. Rồi. Nói chung thì mới vào thì các bạn nên đi chiêu mộ đây này. Chiêu mộ thì các bạn sẽ ra được bậc SS anh em, nhưng mà các bạn phải tích nhiều kim cương vào. Thì ngoài ra ở ngày đầu tiên nó còn có cái sự kiện đâu rồi ta, hoàn hồi. Đây. Khi anh em chiêu mộ các bạn còn nhận được thêm nữa 50 lần, các bạn sẽ nhận được thêm 10 phiếu rút cao cấp nữa. Đấy, thêm mảnh tướng này nữa nên là rất là ngon, nên các bạn chuẩn bị đủ 15 lần thì các bạn hãy rút nha. Giờ chắc trước mắt để tôi cày đây anh em, tôi cày đủ 5 lần rút rồi tôi quay anh em xem nha. Ok, tôi cày tí đã. Ok, xong các bạn, nói chung thì không biết là đủ săn hay không, nhưng mà thôi cứ chơi liều đi anh em. Ra nào, triển khai thôi. Hiện giờ tôi đang có 6k4 kim cương thì đủ 2 phát, nhưng mà rút xong thì anh em lại có thêm kim cương mà các bạn không phải lo nhá. Chúng ta bắt đầu đi rút nào các bạn, để xem nó có ra được S nhiều không bạn. Chúng mình thì các bạn nhé, phải có được 3 cháu thì ăn chơi, 2 cháu nhé, 2 cháu nhé, phải ra được 2 cháu thì ăn chơi. Vì cứ tầm 20 lần, rút 20 lần thì ra 1 cháu anh em. Đây, lần này ra này.
này không ra chịu chết ạ. Lần này mà không ra chịu chết ạ. Nào. Ô kìa. Ô kìa. Ô kìa. Là lý sao không ra các bạn. Ok, nhận quà thì ra anh em. Sau khi chiêu mộ xong thì anh em nhận được thêm tướng này. Đây, nhận quà chiêu mộ đây thì kim cương lên cũng rất là nhanh. Ngoài ra thì nhận thêm quà bên này nữa. Đấy. Chụp quà thì nhận thoải mái rồi các bạn. Nhận nào. Nhận nào. Rồi, ok. Hoạt động. Đây, chiêu mộ nhận thêm. Mới được 30 lần à. Còn thiếu 30 lần nữa. Giờ 12k3. Ok, vào túi nào. Đây, dùng cái này các bạn. Đây, 420 lần. Cũng không ra được một cháu NS nào cú thế nhờ. Chứng tỏ kiếm tướng NS dạng đồng hơi bị khó anh em. Nhưng mà các bạn chịu khó nha, các bạn phải kiếm được tướng NS rồi ăn chơi. Chứ anh em đừng có mà giống tôm bữa như vậy là rất là đen. Anh em chịu khó ngồi vô mà cũng được. Vào anh em có làm hai phát ping phát ra luôn thì chơi, không thì thôi cũng được. Đấy. Nếu như bác nào lười thì thấy cũng được. Đây, tiếp tục nào. X10 phát số 3. Lần này ra chưa? Lần này đừng nói chưa ra nha, 3 lần nữa. Ui, con nàng này đen vậy. Ui, 3 lần chưa ra các bạn. Trời ơi. 3 lần mà chưa ra các bạn. Đen thật sự anh em. Con này đen có tên tuổi luôn đấy. Trời ơi. 3 lần mà chưa ra các bạn. Ok, còn 2 lần nữa thôi là nhận thêm 10 phiếu rút nữa. Ui, thẻ đen thật sự các bạn. Mới nói sao luôn ạ. Đen tới tầm luôn các bạn. Trời ơi.
Theo theo tôi được biết thì đấy là anh em cứ lên đi săn tướng SS đã, rồi các bạn tính đến đâu đến nhá. Nếu như anh em xác định chơi thì quên, nếu như anh em là nông dân và muốn qua xịn xịn tí thì gọi nên chịu khó một tí. Xin chịu khó cày quốc săn tướng đã, săn theo ra tướng S thì hắn chơi chứ đừng có chơi vội. Rồi ok, hai lần nguyện ước 7 ngày. Nhận quà, nhận quà. Vòng quay 2. Không mua vé đâu. Nhớ mua vé quá đó để quay. Ủa mua vé được hả? Mới nghe. Nhà hàng hào nào chưa, tôi thấy săn hơi khó đấy, săn hơi khó nha, nhưng mà chắc chắn là tỷ lệ nó sẽ có. Nếu mà anh em chịu khó thì chắc làm khoảng vài chục con ạc clone thì chắc sẽ ra được một ạc rồi đấy. Tôi thấy hôm qua có mấy ông săn được con SFG3 rồi nhỉ. Đây đúng không? Đây, thấy mấy anh em săn được SFG3 này. Uầy, thấy ngon thật sự, nếu mà săn ra được SFG3 dọn đầu thì tuyệt vời, mặt trời luôn, khỏi bàn các bạn. Đấy, đây là Vego G3 này. Đây, trung trí SG1 này, con đang này, bên nào tôi có này, bên nào à, chính tôi đang có. Ok, nói chung thì nhà hàng chia sẻ kinh nghiệm sơ qua thì anh em, ngoài ra thì các bạn có thể cày chai VIP nhá, cày chai lên VIP này. Đó, ở bên phần thành tựu anh em, ở bên phần sự kiện đây các bạn có thể cày chai lên VIP, đó. Ok, nói chung thì trước mắt sương sương ngày hôm nay thì cũng cơ bản vậy thôi anh em. Có anh em có thắc mắc hoặc là ý kiến gì comment video biết nha. Còn đồ clip tôi xin phép các anh em tại đây. Hẹn gặp mọi người ở tiếp theo. Cảm ơn mọi video kênh Từ Từ Đường Phố rất nhiều. Giờ thì bye bye.